Hôm nay thì mọi người làm lẩu ổ đen nha. Đây là một cái món lẩu được rất là yêu thích tại Nhật Bản. Để cho ngọt nước thì mình dùng cái công cụ này. Hôm nay thì nhà chỉ còn một cái thôi. Cái này hơi bị mốc nên là mình rửa qua với nước. Nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi, và nấu cái món này thì cực kỳ đơn giản, chủ yếu là mua những cái nguyên liệu có sẵn. Theo công thức của bà thì nước dùng của nó thì cho mỗi cái nước tương thôi mọi người, và một cái túi dashi nữa để cho ngọt. Bởi vì sau khi ninh những cái này thì nó cũng ra cái nước nó rất là ngọt rồi ý. Những cái này thì nó giống như kiểu là chả cá ấy, mọi người. Rất là nhiều loại, mọi người thích ăn loại nào thì mua. Hầu như là siêu thị nào cũng bán những cái này luôn ấy. À, món này thì thường cho cả trứng luộc và ninh cùng nữa, nhưng mà mình thì không có thích ăn trứng. Thế nào hôm nay thì mình không có cho trứng. Món này thì mình chỉ nấu khi nào nhà có khách đông đông một chút thôi, bởi vì là một mình mà nấu cả một cái nồi này thì ăn không có hết ý. Hôm nay mình mua nguyên liệu này mất tầm khoảng 4-5 sen, khoảng 1 triệu tiền Việt Nam ấy mọi người. Cái nồi này thì có thể ăn cho khoảng 6-7 người luôn á. Khi nào có dịp thì mọi người thử nấu cái món này ăn thử nhá, cũng rất là vui miệng đấy. Cái mùa này nhậu cũng rất là hợp nha. Để ngon nước hơn thì mình còn cho cả cái đùi gà vào trong này nữa. Không có cần sơ chế đâu, chỉ cần cho thẳng vào đây luôn. Bởi vì Linh tầm khoảng 2 tiếng lên là cái đùi gà nó cũng nhừ hết ra mà. Và gia vị nó cũng ngấm rất là đều. Thứ mình thích ăn nhất trong cái món này đó là cái củ cải này. Sau khi Linh tất cả các gia vị nó ngấm vào trong cái củ cải thì ăn rất là ngon. Mình nhật thì củ cải là cái thứ rẻ nhất. Mình mua cái củ này mất khoảng 20.000. Củ cải và bắp cải là hai cái món rau rẻ nhất ở Nhật. Thôi cho vào trong nồi thôi. Đây nha, mình cho thêm cái dashi này vào để cho cái nước nó ngọt hơn ấy. Dashi này thì mình hay dùng để nấu canh miso vào mỗi buổi sáng. Thích ăn khoai tây nên là còn cho thêm một chút khoai tây nữa. Một thứ không thể thiếu trong bữa cơm của mình đó là rau. Mình cảm giác là trong bữa ăn mà nó không có rau nó cứ thiếu thiếu thế nào á. Rau để cho đẹp da nè. Ten ten lên khoảng 1-2 tiếng là được nha mọi người. Nó nở ra này. Nhìn thích chưa? Cái nồi của mình hơi bé một chút. Hôm nay mình còn mua một ít cá sống để ăn nữa. Mọi người ăn với mình nha. Đây là anh Ninh, anh ấy là ca sĩ đấy. Là một thành viên trong một nhóm nhạc ở Nhật Bản. Hát rất là hay luôn. Chị Siho hôm nay cũng đến nè. À, ổ đen thì ăn cùng với cái này nha. Hơi cay một chút. Mời mọi người ăn tối với mình nha. Bye bye, mọi người thành công nhé.